Ngày 3 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Văn Úy, sinh năm 1989, ở xóm 3, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc. Trước đó, ngày 27 tháng 5 năm 2024, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện bắt giữ Đào Văn Úy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã có tài liệu, chứng cứ khẳng định. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Đào Văn Úy đã cấu kết với một số đối tượng người nước ngoài nhắn tin, gọi điện thông qua các ứng dụng mạng xã hội để làm quen, dụ dỗ người Việt Nam tham gia đầu tư vào các tập đoàn kinh tế để hưởng mức lợi nhuận cao và nhiều chương trình ưu đãi khác như mua xe ô tô, mua nhà, sau đó chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn trên, Úy và đồng bọn đã chiếm đoạt số tiền 5,4 tỷ đồng của chị Nguyễn Thị Bích Tê ở phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình. Ngoài ra, cũng bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 5 năm 2024, Đào Văn Úy còn cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần 48,8 tỷ đồng của nhiều người trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và toàn quốc.